Xin chào các bác nhé. Hôm nay em có về hai phiên bản là Ariang MB2 Pro, bản kỷ niệm 25 năm của hãng Ariang, và một bản KCBOX S9 bản mới nhất và cao nhất của bên hãng KCBOX. Thì hôm nay em sẽ làm một clip để chúng ta so sánh hai con này ở phân khúc xem nhau. Con này thì hơn 6 triệu một chút và con này nó lại rơi vào tầm 7 triệu gì đấy, hoặc là hơn 7 triệu một chút, tùy miền Bắc hay là miền Nam. Đầu tiên chúng ta xét về kích thước con này nhé. Các bác nhìn con này nó gọn hơn con này rất là nhiều. Con này kích thước khá là lớn đấy. Con này nó phải nặng tầm 14 cân và cái con này nó rơi vào tầm khoảng 12 cân. Chúng ta hình dung nó sẽ vênh tầm 2 cân gì đấy với nhau. Con này chúng ta nhìn qua chúng ta sẽ hình dung thấy có hai bát này, một trung một tép này. Còn con này nó sẽ đánh một bát to và có mỗi bên là có cả trung cả tép luôn. Nói chung về hình dạng bên ngoài thì chúng ta nhìn qua là chúng ta cũng đã định hình được rồi. Về mặt công suất nhá, thì nó đều rơi vào khoảng 200W các bác nhá. Tất nhiên cái công suất max nó ghi đến 800W với lại là 600-700W, nhưng cái đấy nó không giải quyết vấn đề đâu. Chúng ta cứ định hình hai con này nó rơi tầm khoảng 200W gì đấy. Bây giờ em sẽ test qua một chút về các cái dòng nhạc. Đầu tiên em sẽ test nhạc bass, một bài hát thiên về lời, rồi là một bài nhạc chung chung này đấy. Xong chúng ta sẽ test thêm một đoạn karaoke này, chúng ta phân biệt hai con loa này. Tại vì hai con này ở trên thị trường bây giờ nó đang khá là hot. Em làm một clip mà để test các cái dòng nhạc để chúng ta có thể định hình được là nếu có nhu cầu của các bác thì bác sẽ chọn được con nào. Đây em đang mở trên con này nha các bác nhé. Đây phần Bluetooth này. Các bác nhìn này, em ra tiện em kết nối vào hai con này này. Ariang MB2 Pro và KCBOX S9 nhé. Mic của mỗi con này thì em test đây. Thì các bác nhìn, hiện tại em đang test trên con này nhé. Là con Ariang đang kêu đây này. Em sẽ tăng tiếng lên nhé. Em sẽ để volume hai con nó xem nhau. Now complete. All systems preparing and initiating phase test. Cái này là theo cá nhân của em nhé. Còn các bác cắm phone các bác nghe có thể các bác là nó còn tùy gu từng người, nhưng em chỉ là nêu cái đánh giá khách quan thôi. Con này thì loa nó to hơn, thùng nó to hơn nên các bác nhìn lực đánh bass của nó rất là mạnh. Nhưng xét về độ sâu của bass nhé, cái độ sâu tức là âm bass nó sâu hơn ấy, thì con này nó sẽ sâu hơn các bác nhé. Con này đánh nó khá là nó mạnh, nhưng mà cảm giác như lấy cái búa nó gõ vào ấy. Tức là chúng ta nghe sẽ hơi bị mệt ở con này. Và con này chúng ta nghe cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Và cái bass nó có chiều sâu hơn. Thì ví dụ như ở cái dòng nhạc bass này thì nếu mà đánh bạo lực ấy thì con này nó sẽ bạo lực hơn. Còn con này nó tiếng bass nó sẽ sâu hơn. Và khi ra mang ra ngoài không gian ngoài trời ấy, thì em nghĩ con này nó sẽ có lợi thế hơn khi chúng ta đi mang ra ngoài trời. Tại vì con này thùng to và công suất nó lớn. Thì nếu mang ra ngoài trời thì về phần bass thì con này sẽ hơi đuối con này. Nhưng em này nói nha, về cái độ sâu là con này bass nó sẽ sâu hơn đó. Con Ariang này. Đấy, về con này. Bây giờ chúng ta test thêm một phần nhạc lời để chúng ta xem cái tiếng trung âm và các cái phần các giải của nó. Chúng ta nghe một bài của bạn. Tin vui cho những ai đang gặp phải tình trạng rụng tóc hói đầu. Cứ còn nang tóc là con mọc 2 tuần lại. Đây. Em đang nghe con này các bác nhá. Em đang nghe. Đây là bài của Phương Thảo. Rồi. Đây, em đang nghe vào loa KCBOX. Đêm mang em đi xa nơi đây, một nơi không có anh.
Mình nghe nơi đây cô đơn lang thang, ôm ấp kỷ niệm. Dòng thư khi xưa anh trao cho em lúc đắm say, vẫn ôm ấp như anh còn đang ở đây. Đổi loa kia các bác nhé. Mùa đông không anh cô đơn hoang vu. Adrian này. Tuyết rơi. Từng đôi đang đi bên nhau yêu thương, tay nắng trắng rời. Vì sao có những nỗi nhớ câu sẽ chẳng thể nói ra. Đêm nay anh nơi nào, người đâu có hay. Người đó bên nhau anh đã hứa rằng lòng mãi yêu. Anh nghe Adrian các bác nhé. Sao hôm nay đây thôi buông tay, sao mãi cuối trời. Mình hứa luôn đi bên nhau trọn đời, nguyện giữ lấy nhau. Sao đêm nay chơi vơi, mình em đơn đau. Đây là một bài hát mà thiên về phần lời nhiều hơn. Không biết các bác nghe thế nào nhé. Thì đây là nhận xét của em này. Con loa này ấy thì các bác nghe các bác sẽ thấy cái tiếng tép của nó rất gần mình, nó dí cái tiếng tép của nó, dí cái loa chép sát tai mình ấy. Còn cái loa bát ấy nó không sâu bằng ấy, nên nó sẽ bát nó sẽ xa hơn. Các cái giải con này cũng không được tách bạch bằng con này. Con này chúng ta nghe chúng ta sẽ cảm giác cái tiếng bát, tiếng chép nó rất chi là sắc và nó dí luôn vào tai mình. Những cái phần bát của nó không hòa được, nó nông hơn thì nó sẽ đẩy tiếng bát xa ra. Chúng ta khi nghe chúng ta chỉ nghe cái phần tép nó đẩy vào tai rất chi là mạnh. Con này, cái phần lợi thế của con này là các bác nghe qua các bác sẽ thấy là phần trung âm con này cực kỳ tốt. Con này khi nó hát thì cái phần lời của nó nghe rất chi là rõ và nó đẩy cái phần trung âm vào gần mình, tức là mình cảm giác ca sĩ đứng gần mình hơn để hát. Và khi chúng ta nghe lâu ấy thì con này nghe nó sẽ đỡ mệt hơn này. Còn này con này chúng ta nghe chúng ta một tí chúng ta sẽ thấy bị chói tai và hơi bị choáng một chút. Thế nên là khách quan mà nói, nếu mà nghe trong nhà nhá, em vẫn chọn con MV2 Pro này. Còn ở trường hợp các bác hát ngoài trời nhiều mà cần cái âm thanh nó xuyên xé và nó đi vào nhiều người ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn con này lớn hơn. Nhưng mà về độ tinh tế và các cái giải khi nghe nhạc ấy, thì con này chắc chắn là đang hơn con này. Đó. Phần trung âm test thêm một bài. Đây, em thấy một bài kiểu nhạc thu của chương trình hát hò bình thường thôi. Love the express delivery. Đây là nghe con S9 các bạn nhé. Mai này trang giấy trắng nhật ký anh lưu sau đây những thói quen em mỗi ngày. Đang nghe S9. Gần hơn không? Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ed
9 này. Ít thôi nhé, không nhiều. Nó rất nhiều sắc tiếng. Nó bị mỏng nhiều. Ít thôi nhé, em hỡi để yêu thương quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thương nhiều vì anh đã hứa. Hứa sẽ mãi bên em. Các bạn thấy con này rõ ràng phần nghe nhạc của nó trội hơn con này. À, chúng ta thử mic nhá. Mic em có được chỉnh hai con nó giống giống nhau đấy. Đây là mic Ariang này. Em không không cần nhạc đâu, em thử mic trước. Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5. Alo, alo, alo. Đấy, con này bắt cũng khá là nhảy nhẹ tiếng. Còn cái này là của con S9 nhá, Casio S9 các bạn này. Alo, alo. 1 2 3 4 5. Alo, 1 2 3 4 5. S9 các bác nhé. Còn con MB2. Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5. Nhờ cái trung âm nó tốt hơn nên cái tiếng mic của con này các bác cảm thấy nó dày âm hơn. Alo, alo, alo. 1 1 2 3. Đây, S9 này. Alo, alo, alo. 1 1 2 3. Cả vào cái phần echo, em cũng thích cái phần echo của bên này hơn. Echo bên này nó kéo dài, nó hơi dài. Tất nhiên cái này sẽ tùy mình chỉnh, nhưng mà em đã thử chỉnh ở hai bên rồi. Cái hệ thống chỉnh của bên này em nói chung là em đang thiên về con này hơn. Alo, 1 2 3 4 5. Alo, alo, alo. 1 1 2 2 3 4 5. Đây là S9 này. Alo, 1 2 3 4 5. Alo, 1 2 3 4 5. Alo, alo. Chúng ta làm một đoạn karaoke giống nhau đi. Con điện thoại này lại đưa ra. Đây là một bài. Chuyện cũ bên trong thơ nên thì đem em trở lại. Một đời nó có hay một bên. Đoạn ở trên con M12 vừa đổi trước nhé. Alo, 1 2 3 4 5. Alo, con này các bác nhé. Alo, alo. Mình anh ơi, hôm bao tiếc nuối cuộc tình đã xa. Mình anh ơi, đây lang thang mưa rơi, anh nhớ tới người. Lời yêu mong anh khi xưa em trao còn những dối gian. Em đang vui bên ai, cười nói với ai. Rồi nhá, bên này nhá. Chỉ là giấc mơ. Đây, em chỉ các bạn nhé. Vì em đam mê xoay qua nơi ai quên mất lối. Em về chỗ này em về đảo cái loa cái đã quên mất. Em quay lại. Alo, 1 2 3 4 5. Alo, alo. Em lên 9 nhá. Mình anh nơi đây yêu bao tiếc nuối. Cuộc tình đã xa. Mình anh nơi đây lang thang mưa rơi, anh nhớ tới người. Lời yêu mong anh khi xưa em trao còn những dối gian. Em đang vui bên ai, cười nói với ai. Alo, alo. Ngày xưa khi ta bên nhau em nói tên chẳng thể phai. Anh muốn ngỡ anh tin và anh đắng cay. Alo, alo.
test qua một tí. Tất nhiên cái này là cái nhìn chủ quan của em thôi, nhưng mà ít nhất các bác xem qua cũng sẽ có một cái hình dung về hai cái dòng loa này. Theo em thì nếu chúng ta dùng trong nhà và gia đình ấy, mà thỉnh thoảng mang đi chơi ấy, chúng ta dùng con này là phù hợp và chúng ta sẽ nghe nhạc được nhiều trên con này. Còn khi chúng ta chơi các cái không gian lớn rồi là đông người hát hò mà cần bát nó bạo lực một chút ấy, thì chúng các bác sẽ mua sang con này. Tại vì con này sách thật sự là nó khá là nặng. Còn con này thì nó gọn gàng, nó dễ đặt hơn. Con này nếu mà đặt ở trên kệ nó cũng cần một cái vị trí khá là lớn để nó đặt cái con này. Và con này các bác chú ý một cái là nó sẽ không có cái màng ở trước cái bát này đâu. Nên là nhà các bác cũng phải tránh trẻ em nó chọc hoặc là nó làm gì nó thủng cái màng bát này đi thì cũng phí. Còn những con này thì an toàn hơn. Đấy, một con thì hơn 6 triệu một chút và một con thì loanh quanh tầm 7 triệu gì đấy. Về cái phần chỉnh các bác nhé. Phần chỉnh con này thì phần effect này, phần volume và phần phone thì hai con đều có đầy đủ. Con này có thêm phần chỉnh riêng guitar nữa. Có các cái nút input, input này thì nó cũng xuyên xem nhau thôi. Nhưng mà đặc biệt là ở sau cái con này các bác nhé, nó chỉ AUX in thôi. Line guitar và line mic này thì con nào cũng có rồi. Con này có cái nút boost này, nó đẩy bass lên một tí này. Còn chủ yếu là con này sẽ không có cổng qua mà cổng HDMI ARC. Còn con này thì cổng kết nối sẽ đầy đủ hơn, có mic line đầy đủ này, có ARC, HDMI và có cổng quang cho kết nối TV nữa. Thì bình thường con này kết nối TV các bác phải dùng đầu chuyển quang hoặc là kết nối Bluetooth vào nó. Còn con này chúng ta có thể cắm dây quang trực tiếp từ TV vào luôn. Cái đấy cũng là một cái mà chúng ta sẽ đỡ tốn thêm mấy trăm nghìn nữa để tiền kết nối. Nhưng mà các TV đời mới thì chúng ta sẽ có Bluetooth luôn. Nhưng Bluetooth nó sẽ có một cái dở là khi mà chúng ta kết nối điện thoại vào con này mà TV cũng đang kết nối vào ấy, thì chúng ta lại phải vào TV trong vào phần âm thanh ấy, chúng ta chuyển sang loa TV và ngắt cái kết nối Bluetooth đi để nó xóa đi, thì lúc ấy con điện thoại này mới kết nối vào con này được. Xin cảm ơn các bác đã xem clip đến cuối cùng nhé. Xin cảm ơn các bác.